Theo thống kê của Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy Việt Nam VAMA thì chỉ trong 6 tháng đầu năm 2017, số lượng xe máy bán ra tại thị trường Việt Nam đã đạt hơn 1,5 triệu chiếc, bất chấp đề xuất cấm xe máy, giảm áp lực giao thông tại các thành phố lớn trong thời gian gần đây. So với cùng kỳ năm ngoái, số lượng xe máy tiêu thụ tại thị trường Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2017 đã tăng 6%, tương đương hơn 83.100 chiếc. Dù vậy, theo Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy Việt Nam VAMM, đây vẫn chưa phải là doanh số thực của toàn bộ lượng xe máy bán ra tại thị trường Việt Nam, bởi 1,5 triệu xe máy này mới chỉ là con số thống kê từ 60 mẫu xe thuộc 5 thương hiệu xe quen thuộc trên thị trường. Xu hướng chuyển dịch từ xe máy số phổ thông sang các dòng xe tay ga cao cấp cùng các dòng mô tô thể thao là xu hướng chính hiện nay tại thị trường xe máy Việt Nam và nó sẽ tạo điều kiện để thị trường tiếp tục tăng trưởng. Đối với nhiều nhà phân phối xe thì số lượng này thực sự ấn tượng bởi trước đó giới kinh doanh xe lo ngại rằng đề án cấm xe máy trong thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh có thể sẽ khiến doanh số bán xe sụt giảm. Song con số này lại nằm ngoài dự đoán trên. VAMM nhận định với dân số 90 triệu người và 85% vẫn di chuyển bằng xe máy, thì Việt Nam vẫn là thị trường tiềm năng của ngành sản xuất xe máy.